Trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo núi
trời nóng quá nên quẩn quẩn từ trên dưới trong đầu tóc bay đen bay lên theo muôn màu ước muốn đang trào dâng từ trong chiếc từ đâu đi đâu nữa. Cởi dép lên mi ơi, cởi dép ra chào chào Gangnam Style đúng rồi. Trời ơi. Em sợ lắm chị. Đỡ luôn. Chị ngồi đây cho đen đen luôn. Đỡ lên, đỡ lên. Xuống xong thì đỡ luôn. Quay quay một cái thôi nào. Gangnam Style. Gangnam Style. Ôm chân, ôm chân, ôm chân. Ôm chân. Là mặt đau khổ. Ở nhà không giờ mặc quần cấm lại đi, mặc quần rộng hắn chi được người ta đi ra. Từ từ kiếm cái em có cái em có cái sợi dây này cột hẳn được. Anh chỉ đến bên em
là ghê gớm chứ. Làm rồi. Làm là ghê gớm. Đợi làm là ghê gớm. Đợi, đợi, nó mình đúng nó nói lên trên xe là nói bậy không có gì mà không có bậy. Nó đổi tên Huyền ạ. Nó đổi tên nhóm rồi công việc mà mi đọc cũng đọc không được thú đạo thú đạo đó thú đạo đủ rầu á quay lại cái clip vừa rồi phải quay lại em ở nhà quê mới lên em đâu biết gì. Cái bài nó vui thì cái bài nó vui luôn. Ai đọc lại bài đấy em nghe nghe em ở nhà quê mới lên á. Mỗi khi mà mình quên người bạn mình không có chăm sóc cho người bạn mình mở ra, ngày hôm nay tôi đã quên bạn. Tôi đã quên mất bạn muốn cái gì. Tôi đã quên mất được là ước mơ của bạn cái gì. Bạn, tôi đã để cho bạn đánh mất bản thân của bạn. Nên... Who let the dogs out? Khi chúng ta